Kid. Một tên trộm nổi tiếng, ăn trộm nhân viên kim cương và anh là tội phạm quốc tế. Kid là tên bắt nguồn gồm có 4 chữ số 1412 đọc thành Kid bởi Yusaku Kudo. Kaito ngôn ngữ tiếng Nhật có nghĩa là tên trộm bí ẩn. Anh được gọi là Kaito Kid nhưng chưa ai biết được rõ thân phận. Bắt nguồn từ 8 năm trước một nhà ảo thuật đại tài ba cùng với tổ chức bí ẩn nhắm đến đá quý bất tử Madora. Và đó chính là cha cậu một người nào đó ở trong tổ chức. Chính là Snake đã lên kế hoạch giết ông Toji chỉ vì ghen tức. Kaito Kid thời điểm hiện tại nó cũng chính là con trai ông. Kaito là tên của cậu tài năng không kém gì cha ở tuổi trung học. Cậu có khả năng hóa trang là nhà học từ người cha của mình. Cả kỹ năng cho đến ảo thuật cậu đã học cho đến mức cực đỉnh. Cha của cậu từng dạy hóa trang cho người mẹ của Shinichi, phục vụ cho nghề diễn xuất cải trang nhân vật để lên TV. 1412 gọi cậu là Kid. Vào 8 năm trước cha của cậu mất. Cậu luôn săn đổi những viên đá quý. Tung tích của cậu mãi là bí mật. Nakamori Jinzo luôn nỗ lực truy bắt cậu. Ông nói rằng tên siêu đạo Kid là bạn con gái ở thời thơ ấu. Hakuba cậu ta tin rằng chính Kaito là siêu đạo Kid. Nhưng những gì mà cậu đang làm nó vẫn chưa nói lên được giả thuyết. Akako Kozumi cô được biết đến như một phù thủy, dùng phép thuật đoạt lấy tình yêu của Kaito Kid nhưng chưa được gì. Làm tới đâu cuối cùng thất bại, nó đã kéo trong thời gian dài. Nó càng lâu cô càng cố gắng chinh phục, không được thì cô làm lại. Cậu sử dụng công cụ hiện đại để phục vụ cho việc trộm cắp. Chiếc áo choàng tung ra thành cánh giúp cậu dễ dàng tìm chỗ ẩn nấp. Chú ý nhớ có một khẩu súng, nó bắn ra lá bài kim loại gây sát thương đến nơi trúng phải vì cấu tạo nó mỏng và sắc. Những quả bom tím có vai trò để đến lạc hướng, có tài leo dây và cả nhau lộn vượt qua cảnh sát mỗi khi cậu muốn. Khả năng bắt chước tất cả giọng nói mà không cần thiết bị hỗ trợ. Anh còn có một người phụ tá lớn tuổi là gì khi cần giúp đỡ. Kaito là người thông minh, nổi tiếng nhờ tài phá của mình. Aoko bạn thời thơ ấu, với Kaito cô có cảm tình. Nhưng bọn họ có một liên hệ dường như có gì đó giống nhau. Như Kaito giống Shinichi khi cả hai chỉ gặp lần đầu.